Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh học của Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đánh trên đất hay lấy trong khuôn khổ trận lượt đi vòng thi đấu thứ nhất tại cửa tướng Bích Quý Viên Bôi mùa giải năm 2021. Trận tranh tài đỉnh cao với danh thủ Trịnh Duy Đồng cầm bên đỏ đi tiên và danh thủ Uông Dương cầm bên đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong màn đấu trên, với lợi thế cầm bên đỏ đi tiên thì Trịnh lập tức triển khai thế trận bằng phần cờ tiên chỉ lộ ngay binh 7-1. Bên đen Uông Dương lựa chọn đầu binh cục. Hai bên cùng nhau phát triển mã. Bình pháo qua biên, bên đen mã 2-3 hình thành bình phong. Xe chiến binh 8. Uông Dương xem một bình 2. Mã 2-1 khởi mã đường biên và tiếp theo là phấn cờ tượng 7-5. Xe 1-1. Xị 6-5. Binh 3-1. Và bên đỏ lập tức đều con xe chạy qua đường 3 ngay. Trong thực chiến quỳnh cờ lựa chọn đến từ bên đen là phần cờ mã 7-6. Ngoài bên trên có thể đi tiếp phần cờ binh 7-1 tiến tốt. Xe 3-2 thì tranh nhịp đường cờ mã 7-6 để có tư thế đuổi xe. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên đen Uông Dương. Anh xử lý bằng biến hóa khởi mã ngay mã 7-6. Bên tiên Trịnh xe 3-3 bắt tốt. Pháo 2-4. Bình xe bắt mã. Xe 2-4 và tiếp theo là phần cờ tượng 7-5 đến từ Trịnh Thiếu Hiệp. Bên đen bình pháo đuổi xe. Và trong hình cờ trên thì bên tiên của Trịnh anh không chạy xe đi mà lập tức xử lý bằng biến hóa rất hay là phần cờ pháo 2-3 cùng nhau đuổi xe. Bên đen mã 6-7. Bên đỏ cho thu pháo về. Tới hình cờ trên thì hai bên đi khá nhiều tình huống cờ lặp lại. Chúng ta sẽ cùng xem nhanh những bên này. Và tiếp theo thì trong thực chiến của trận cờ, bên đen quyết định đổi biến bằng biến hóa pháo 2-1 để thoát đi. Mã 7-6 đến từ Trịnh Duy Đồng. Xe 9-8. Pháo 2-3. Mã 7-8 đuổi xe. Bên tiên xe 4-2. Bên đen tiếp tục bình pháo đuổi xe. Xe 2-3 và trong thực chiến của trận cờ, bên đen đi tiếp bằng phần cờ mã chém pháo ngay. Đây không phải biến hóa hay, ngoài ra có thể thu xe về có phần tốt hơn. Tránh tình huống cờ binh 7-1 của bên tiên về sau, đồng thời cũng khiến đường pháo lộ 2 của bên đen linh động hơn. Các bạn sẽ cùng đón xem biến hóa trong chính cục đến từ Uông Dương. Anh cho mã chém pháo ngay. Bên tiên Trịnh mã 1-3. Bên đen tiến pháo qua và bên đỏ đi tiếp phần cờ. Xị 6-5 đến từ Trịnh Duy Đồng. Xe 8-4. Bên tiên vích xe qua. Pháo thu về và tiếp theo là phần cờ tấn công rất khó chịu đến từ Trịnh Thiếu Hiệp phương án cờ binh 7-1 ngay. Tiến tốt đuổi xe. Bên đen trong thế khó đi lập tức cho vật chiếu ngay. Bên đỏ chạy tướng qua.
xe 2-1 thoát đi và tiếp theo là phần cờ binh 7-1 ngay, tiến tốt để tấn công. Uông Dương đi tiếp phần cờ pháo 2-1. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đỏ chưa vội vàng ăn mã ngay, lập tức cho thu si về. Các bạn thấy ngay đi tiếp bằng phần cờ tốt ăn mã hay sao, đó vẫn là biến hóa mà bên đỏ ưu thế. Bên đen xe 2-2 để đe dọa tình huống cờ đập sĩ, dọa cục thì bên đỏ có thể thoái về. Xe chém pháo đường biên thì xe ăn pháo ngay, vẫn là hình cờ mà bên đỏ sẽ chơi hơn. Các bạn sẽ cùng đoàn xem biến hóa trong chính cục đến từ Trịnh Tú Hiệp, anh cho thoái sĩ về trước. Bên đen bình xe bắt mã, bên đỏ điều pháo qua bắt xe và trong thực chiến của trận cờ, bên đen lập tức xử lý bằng biến hóa bình pháo chiếu chứ không đi thì hướng cờ xe bắt mã ngay. Với hình cờ xe bắt mã thì sao? Các bạn thấy ngay khi đó thì đấu một loạt quân và bên đỏ đứng ở thế cờ trên khá nhiều. Các bạn sẽ cùng đoàn xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên đen. Bình pháo chiếu ngay. Bên đỏ chỉ nhẹ nhàng cho chạy tướng vào. Mã 3 thoái 2. Xe 3 thoái 2. Bình qua mời đầu cây và bên tiên nhẹ nhàng cho xe 3 thoái 1. Tượng qua và tiếp theo là phần cờ dùng mã chém tốt đầu. Bên đen tượng 3-5. Bên đỏ đi tiếp phần cờ phát triển thế công bằng phần cờ mã 3-4. Các bạn thấy một hình cờ rất khó chịu dành cho bên đen khi mà ba quân xe phòng mã của bên đen đã bị cô lập bởi con xe đường 8. Mã 2-1. Bên tiên cho thoái mã về. Binh 1-1 đến từ Uông Dương. Trịnh đặt pháo qua biên. Binh pháo qua đường 8. Vật tốt biên. Thu pháo về và tiếp theo là phần cờ binh 7-1 ngay. Pháo 8-6. Mã chém qua. Mã 1-3 đuổi pháo. Bên đỏ lập tức đâm vào chiếu. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen cho thu xe về. Ngoài ra có thoái tượng về thì vẫn là một hình cờ mà bên đỏ rất mạnh. Các bạn sẽ cùng đoán xem hình cờ trong thực chiến. Uông Dương thu xe về và bên đỏ đi tiếp phần cờ rất hay, tình huống cờ mã 4-6 ngay. Sau khi đánh ra vị cờ trên thì bên đen cho thực chiến buông cờ xin thua. Khi đó bên đen đi tiếp có 3 tình huống chính. Với phương án cờ xe ăn pháo thì bị thua. Khi đó thì bên đỏ cho bay mã chiều thôi, bắt xe. Về sau thì bên đen thua nhanh. Trong hình cờ mà bên đen cho thu pháo về thì sao? Khi đó bên đỏ có tình huống cờ bay mã chiếu ngay. Tướng chạy qua và tiếp theo là phần cờ nhấc xe qua điểm cao, một hình cờ tấn công mà bên đỏ rất mạnh. Tướng quân. Trong hình cờ trước đó bên đen cho chạy tướng qua trước thì sao? Khi đó bên đỏ đơn giản cho xe chém pháo ngay. Xe 2-1 bắt lại pháo thì có thể tiến xe qua để bắt mã. Các bạn thấy bên đen mà thoát mã đi thì bên đỏ có tình huống cờ tấn công rất hay là phần cờ mã 6-7 ngay, vừa đe dọa bình xe có lượng 4 để chiếu sát cục, vừa đe dọa tình huống cờ bắt xe. Với hình cờ trên thì bên đen sẽ thua nhanh. Như vậy các anh học của Tuấn Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.